Thế nha, hôm nay em lại cắt na nhá. Đây. Na to mở mắt, nó quắc đây. Mắt hết rồi. Quả nữ đích chín, chín chín thôi. Mới có quả to à? Quả nó nhỏ nhưng trên này nó to. Nhiều. Vâng. Có loại nào quả ra trước thì được. Cây những còn quả ra sau. Quả ra trước đây. Ra sau thì chưa. Còn na đây gì? Cây những khóm thì tốt lắm. Lại nhưng mà sai. Toàn ra sau à? Toàn ra sau. Có cây nào ra tất như này không? Có được mấy cây na ra trước ấy nhỉ? Mấy cây ra trước thì bây giờ ra nó đắt. Mai mốt thì nó rẻ đây, quả này khối hoa rồi, khối quả đấy nhưng còn nhỏ. Được có 10. Quay cả bưởi thì có mai mốt bưởi thì mai mốt 8 bưởi thì 3 mấy. Vâng, bà yên tâm. Bà cứ bán. Nhưng mà đây na xanh quá nhỉ. Đầy đằng sau này đây đúng không? Như có mấy cây kia là chín này đúng không? Có mấy cây đây thôi.